Hello mọi người đi mẹ. Hello mọi người. Hôm nay ăn cơm tấm nha. Đây. Hôm qua mọi người yêu cầu mày lên đây chi quá trời. Ăn cơm tấm đi mẹ. Ăn thôi đi. Giờ con mày ăn thôi nha. 2, 3. Ăn. Hai ba ăn thôi. Ăn thôi. Rồi vô. Chạy nước mắm ăn đi mẹ. Ủa nay bị gì đây? Con là con trai của mẹ mà. Con là con trai út của mẹ nhớ không? Mẹ chạy nước mắm mà. Mẹ lại không giống con trai luôn. Mẹ lại không cười nhỏ được chưa? Mẹ lại cuối năm nay không cười nhỏ được không? Con đi à? Sáng quá.